Đi cái charity vì một cộng đồng gắn kết. Mẹ tớ sẽ ban nhanh tớ sẽ là ban nó có một giây ban lận, nó có một giây lận là nhanh tớ sẽ bấm ban nhanh lắm. Tớ bấm mút nháy nháy nha, chưa hồi sao thì nháy nháy cho tôi phát nhé. Lại chưa? Ôi à, số ăn số cuối rồi đấy, số to thế. Đang số cuối đây. Tao xin quả bom nha, bom nha. Tao xin quả bom nha. Ăn cuối đây. Úi lại ăn xác kìa. Ăn bò mày ăn xác này. Thằng nào phích phích tên đào ấy. Nam nỉ luôn nhé, đừng nghe được tình nhân. Ai thả bom cho xin của bom nhá. Thế ba chơi rồi, trong nhìn chấm hết à? 11 thì khả năng là nếu có gì mà chơi rồi. Nãy mình pin bom mà ném bom cho ai? Đâu, mãi là thất nghiệp thôi. Tao muốn cầm bom. Bên này lộ mỗi cảnh sát trưởng này, dân phòng này, 69 đúng không? 84 Canada thì đồng. Ai chà, có một vịt ánh này. Không thích lắm nhỉ? Thầy đồng 84 với Canada. Ôi giời. Canada này cùi thế. Canada này chơi mẹ quải bố được ấy mẹ. Ui có Fabi đấy bọn mày à. Nên là thấy xác thì từ từ đã vote nhá. Thám tử cũng có mà. Đàn đa là có thầy đồng này. Thám tử đấy, nếu mà có thầy đồng thì là còn 33, 14, 16 là may ra thì có thầy đồng nha. Ba con vịt. Má cho tới già, chuyện tình là má cho tới. Ba con vịt. Ê, nhìn em như em đi làm. Bộ đồng quá, một câu hát xì nét á. Ôi, trận này có nè. Một câu nét rồi. Ơ, được chưa một câu à? Ba luôn. Ok. Là bơm rồi, cho tao thấy bơm coi. Hay quá. Bơm đây, đưa tới bơm đây. Thằng nào đưa mình bom nha. Ôi, đồng quá. Ê, thì tôi đi. Canada nhá. Alo, cảnh sát trưởng gặp nhau rồi. Cho xin xin mic, cho xin mic. Kỳ chân này là bồ nông. Nút người rồi. Nút sang còi hàng. Nút ai nút ai vậy? Tôi thấy ông nút người luôn. Kỳ chân à. Nút người mà báo sát được á. Nút người mà ông ấy nút người trước mặt luôn. Ba chích thì cái heo ôm bom, ba chích chém. Nút xong bút sát mà. Thật là thông tin rồi. Thì chán à, này buồn ông à, không phản ứng gì luôn à. Đi cảnh sát trưởng này. Mới có một con buồn ông rồi còn ba con vịt nữa. Bom ăn xác. Mẹ vừa nữa xong ra gặp xin lỗi đi. Xin lỗi. Xin đi ra. Đơn ra được vote rồi. Khả năng là vẫn còn vịt. À quên, vẫn còn đủ 3 vịt. Cầm bom dí cái chiếc luôn. Tôi Canada nhá. Đi lẻ đi. Màu vàng lẻ đi. Ê, màu vàng người bảo này. Hả? Ê, không có thầy đồng người báo thù với ngỗ ngu nha, đi. Ok. Thầy đồng báo đời với ngỗ ngu à? Chọn cho Việt Nam, chọn cho Việt Nam. Ê, đừng. Lêu cái đéo gì mà lêu. Thầy đồng báo đời với ngỗ ngu. Từ. Ok. Gặp Nip ở phòng học mà Nip Phương đi với ai nhỉ? Trên đấy là con Phương được cho thằng Sim này, với ai đưa trong thùng chắc thằng bộ ha.
bộ nãy giờ chơi thì đâu? Phòng học á. Sky, Minju là ok này. Vậy là còn Trung, City là chạy lung tung này. Ông Sky. Có ba người. Có em. Em mày ở trên phòng đốt với ai hả Sim? Anh Bộ. Bộ à? Đấy, thế thì còn Minju, Sky là ok này. Đấy, còn lại 5 người kia từ loại nhau ra. Dạ, cái ám sát và lại ba là gì chứ ba? Trời thôi, sao dưới của tôi má. Tôi đi chung với Trung, ai dưới ông Trung đâu. Hả? Tôi là người dưới ông Kho, ai dưới má. Đứng dưới vô đầu tôi. Ba còn là cái ám sát ở đâu? Chưa dưới được miếng nào. Ủa nhưng mà... Nhưng mà tao nghe giọng cái ông cuối cùng này giống ông trên Facebook YouTube ấy nhờ. Thằng dưới tao này. YouTube gì đó trời. Không thì luôn. Đi 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 rồi đi đi. Vì chưa tìm xong mình đi. Mình đang hỏi ba là số bao nhiêu đấy. Tôi á. Ừ. Tôi số 7. Tôi số 8 to lắm. Số 8 to. Hả? Tôi số 7 này, tôi số 7 bạn này. Còn kẻ số 8 bạn. Tôi kẻ ám sát số mấy bạn? Melly với Trung là tôi số 16. Hơi nghi ngờ nha. Ê, bút kẻ ám sát đi, tôi mới là số 16. Ba ba đó. Trời ơi, ba ba đó. Vậy thôi, skip đi. Skip đi. Này, cái ông dưới tao là đại ca Kem Minh này, tao nhớ rồi. Thằng dưới. Amy, Amy có vấn đề này. Amy bảo kẻ ám sát là Dada này. Thế thì còn Melly với Trung với cả Amy ba đứa. À. Ông ơi, nghĩ gì ông được lên, chưa thắc đâu. Amy với cả Melly. Với cả cái gì nhỉ, kẻ ám sát đấy, ba đứa đấy nhá, ok. Hỏng ai, rồi. Ai là YouTube? Ai là YouTube? Hỏng rồi, hỏng rồi. Hello YouTube. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thằng nào chạy đây? Amy Sky ở trên này nhá. Ê à, đóng cửa mình ở đây ạ. Chắc ở dưới này có xác rồi đấy. Khả năng cái này là vịt chết rồi. Có vịt chết rồi đấy. Một cam này. Rồi, tay nhanh ngân não à. Bốt Nelly nha, Nelly nhận zone của Mizao. Mizao định lên dùng chuông bốt này, Nelly chém luôn. Ok, ông số 3 ông chép rồi đây. Sao ông chép rồi? Đây em nhá, tao bảo Nelly nhận zone của Mizao. Nelly mà nhận zone cái gì bộ Mizao. Xong chém luôn rồi. Luôn đi, ông số 3 là gì? Tôi số 8, tôi bảo rồi, tôi số 8. Tôi bảo ông số 3 đấy, ông. Ông tôi bảo. Tôi bảo rồi, tôi số 8 bổ câu, tôi bảo này Nelly nhá. Nelly nhận zone của Mizao, lúc đại giao trước Mizao lượn với tao là cảnh trình mò rồi. Nhưng mà Nelly nhận chủng zone ấy, xong là định tên chung Nelly. Nelly chém rồi. Nelly ơi, hỏi một câu lấy kit này, hiểu nổi tiếng chết chưa? Nói đi, nói mê đi. Chết đâu. Rồi. À, vô đi. Ủa chết rồi mà, sao lại vô nó? Ba đó rồi, ba đó không chém không được. Ô, người nổi tiếng chết rồi mà, sao vô? Chết. Nhưng mà bạn ấy chưa nói là chết sao nào, thế nên là phải vote bạn ấy thôi. Ờ, thôi cũng được, chót vô thôi. Tớ thì nổi tiếng đây này. Rồi, bây giờ còn thằng Trung nữa. Đéo súng nhỉ, buồn thế. Anh, em biết Ron anh rồi. Đéo có súng rồi. À, đi tìm Emi nào. Tìm Emi nào, Norton, đi tìm Emi nào. À, đúng. Còn thằng Trung mà, còn thằng Trung mà. Tìm thằng kia đi. Còn thằng Trung là vì đấy. Tìm thằng kia đi, mày tìm ngã. Địa phát nha. Bọc đấy đi em ơi. Không có tè đâu anh. Mà làm em ơi. Vì chết làm nha. Cô Kana rồi đi đi. Đóng mẹ cửa rồi đi đâu rồi đó. Em người nổi tiếng anh ạ. Mẹ hỏi chấm ra Canada, chán thật đấy.
Em hỏi chấm ra. Nào, phải tới bú đi. Chém nhá. Ui dồi ôi. Ui, chém đi, chém đi, chém đi, chém đi, chém đi, chém đi, chém đi. Chém bù vàng đi, chém bù vàng đi. Chém phải chém hai thêm. Bù đi. Này, dùng con Pika đa mà. Ủa? À, yeah. Sao tôi lấy chém? Ok. Vừa. Vừa vào tôi làm thịt bốn vịt rồi. Vừa vào tôi làm bốn vịt rồi. Chú à, nút vịt à thầy. Sao chém vậy? Nó ghi đằng chung rồi. Đi cái charity vì một cộng đồng gắn kết. Sao được cái cho anh làm gì? Chui thùng đi. Chui thùng chứng minh đi. Trời ơi, tôi chui thùng có thể hai ông này tôi nhau. Tôi nói là tôi thấy số 3 chui thùng và tôi theo số 3 này đây thôi. Sao từ đầu không nói cho tôi nghe luôn, cứ im im làm gì vậy? Ông ấy bảo kỹ sư có ai chứng nhận cho ông ấy đâu. Cái lúc gì đưa trước. Ê dạ. Đã bốt đứa kia để ông hại rồi. Cho xin của bom nhá. Tôi biết ngáo là gì, ngáo là bò mà linh xa. Ngồi nãy tao thấy ở trong đốt thằng hình hết mẹ đã vịt rồi. Thôi hết vịt rồi. Chả nhẽ số 5 không được cái gì à? Tôi mới nói vậy đó. Thì đúng rồi. Canada đeo bám kỹ sư. Đồ đéo gì vậy? Ui thế nhỉ? Báo đời à? Ờ được. Có tăng hình ra báo đời ngon đấy. Sao lúc Big Zone này mọi người im lặng đấy? Im lặng à? Sao nào? Chim ưng này, Canada này. Tìm lỏ cho trận này để đập bom rồi. Canada, kỹ sư, cảnh sát trưởng dân phòng 11-12. Ma, mấy số dưới Zone ngon thế. Trời ơi. Có đặt bom với cả tăng hình à? Thật ra chỗ kho là có khi là được chém đấy. Thôi, đây là bốn người là không tin được. Anh ấy lên làm tắt điện, nên là chị em canh lên làm tắt điện. Ông điện đóm đi. Ui giời ơi, chui hết đây làm gì đấy? Anh ơi, lên làm tắt điện đi anh. Chịu. Tình hình. Ôi giời ơi. Ê, ok. Trời ơi cái bài mẹ. Cầm làm gì đâu có khác được. Không, đây. Anh này là gì nhỉ? Tao là gì người báo thù chuyên ra đứng góc đấy. Là sao? Xác ở đâu á? Xác ở kho. Ở kho nhưng mà tao thành nước nhá một cái. Có mô tô chan vào đây à? Vừa gặp Sim ở chỗ cửa yên tế nha, cửa phòng yên tế nha mọi người. Hình như là xanh. Chắc Sim. Yên tế Sim. Màu tím, màu tím nha. Mọi người nha, kia đi. Màu tím nha. Tím 15 đeo bám. Tí quần què. 15 không phải đeo bám. 15 đeo bám. Như là 15 ngẫu nhiên. Còn đeo bám nha. 16 mà còn đeo bám nha. Có 15 người anh vào 16. Anh chụp làm em ơi. Kim Kana nghe dân của Baker rồi ha. Ok. Kim Kana. Bento Kana gì?
Chết rồi Sim ơi, tắt ơ, sao muốn Sim ơi. Tắt lộn rồi là Sim ơi. Sao giờ Sim? Mẹ Sim nổ ác điên. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Alo. Alo. Ơi 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 ơi. Anh là gì đấy? Nhéo lên bảo. Ê có súng không em? Em chui trong thùng anh ơi. Cái gì? Mày nói bé chẳng nghe gì cả. Em chui trong thùng, em chui trong thùng. Ờ thì cứ chui thôi. Ôi có bom. Xem chạy hình. Ông bị té vậy. Hình như có bom, hình như có bom. Có bom, có bom, có bom, có bom. Sao còn một giây đưa được bom luôn. Nhưng mà lỡ anh nhầm chém luôn rồi. Tôi là dân phòng. Anh bộ phát rồi nè em. Trời ơi mà kiếm kiếm cấp trên. Ờ chứ voi con xỉm đi. Có thế. Xỉm bắt đầu rồi. Anh phát luôn nè em ấy. Em số 15 cho bà em. Anh ba gan rồi, số 15 anh còn đi bám em ơi. Sao giờ? Em số 15 đeo bám mà. Ờ thấy cửa đứng chết chị em. Chết rồi. Vô xin bỏ. Chém đi con. Có ra đa mà, có ra đa mà. Ờ đen tố. Cho Dada win đi. Cho Dada win đi. Không phải ai bảo mọi người gì Sim Sim trở fake luôn. À, làm bị trước thì chém nữa. À vẫn còn sống. Ờ Sim sống vẫn sống mà. Bên tôi chạy đi nhá. Chào anh Dũng nha. Chào anh Dũng. Yeah. Ai có súng không? Bắn bằng Sim đi em. Anh ơi, ok. Ghim thằng Giang còi nhá. Ghim thằng Giang còi nhá. Ờ. Nó đi vòng cái chứ. Dạ mẹ, anh đang chơi, còn đang bận nhắn, có tí tin nhắn nè. Rồi, em ba em lấy số tiền đặt mặt nó nha. Em vừa lấy số tiền đặt. Em phải bị á. Có thằng dưới kìa. Có. Em định thùng mệnh. Thôi ăn cướp rồi. Đen thì dính này ông ơi. Đen thì dính này ông ơi. Xin vĩnh biệt cụ. Đen thì. Tôi biết ngay đen thì dính. Đen thì dính ông ơi. Đen thì dính ông ơi. Thằng Sim lút người, thằng Sim lút người rồi. Thằng Sim lút người rồi. Thằng lút người đó, thằng hình đó. Thằng Sim. Thằng lút người kìa. Thằng hình đó. Thằng Sim. Tôi định được. Ơi, bom. Bố con gà. Không, vô đi, vô đi. Tôi bảo này, toàn thứ hai là vịt, à bốn ông ấy. Ok em nhá. Bước bằng con vịt này. Đang coi này, còn cái tay bom ở lỗ và hầm hay ba người kia. Toàn nước mà một con vịt này. Nhưng mà Sim Win tài xỉu này nó là gì ấy, nó gặp tao mới phát nó có chém đâu. Đa đa hay gì ấy. Gặp mấy lần liên tục không chém. Ôi nổ luôn này. Không vai bom. Bom nổ chết bịt ra. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tình hình. Con vịt nào non thế, con vịt nào non thế, trời ơi, gần win rồi.
sao mento em bị anh DK chưa xấu vãi còn bom 2 giây thế này báo thù mà tao biết ngay đứng đây báo thù mà cái bài quen quá DK charity vì một cộng đồng gắn kết. Quá 2K11 còn biết chơi nữa chứ 2K7. Nít giờ tôi trẻ tài cao lắm. Mình chỉ thắc mắc là tại sao người lớn tuổi chơi game mà được mà người trẻ tuổi thì không được chơi game thôi. Thằng đó nó là 95 rồi đó, nó giao bộ nó fake 2K7 đó. 95 tới 2K7 hả má tệ vậy. Ê, nhưng mà cái phòng này nó cảm giác như là lúc mà mình mới vô á, cũng như là không có biết ai nói chuyện luôn, ai cũng im ru hết, thoải mái vậy. Phòng hướng đó ôi. Hướng nội, cái phòng, ý giờ cái phòng hướng nội nội vậy thì ok, được. Cái phòng này nên duy trì. Nóc tên này là dã húc thì phải. Ui ơi. Bây giờ ai cũng tự biết điều đi ha, ok vậy đi. Nói mới vô game nghe. Một mà cảm thấy là ok rồi đấy. Ngon. Ok. Vậy đội hình này lên duy trì, Đó có con rắn đập vào mấy căng này. Biết rồi biết rồi. Chọn vai này cũng không có ai ao và cũng thấy ok rồi đấy. Ok. Được á. Chờ lâu xíu để còn chơi game này lâu xíu mọi người. Ha. Kia ơi, chính ra từ nãy giờ có hai mình ok vừa mới nói ok xong mà. Nào. Ume này, Simon này. Mấy thằng nó cứ me mình này. Stupid Bạch Mai này trông hơi nguy hiểm nha. À, Zigman này, Stupid Zigman này. Tưởng Bạch Mai. Ui, nó cạch căng ấy. Mẹ. Thầy không biết nói cái gì mà nó cứ cạch sợ vãi. Màu đen làm nhiệm vụ, miếng màu đen kia. Gì nhỉ? Ơ kìa, mày ơi. Ơ kìa. Mẹ rồi, thằng TT nhìn thấy rồi. Trời ơi. Thằng TT nhìn thấy rồi. Chào ơi, nhiều người chết vậy. Bị bà. Hình như em Công bị người yêu Công giết hay sao ấy. Từ, xin mic. Bạn có tóc kia, bạn vừa chạy vừa gọi mây ơi, xong bây giờ chết rồi. Bạn lóc tu okay là, à? Là cái gì? Cái gì? Bạn vừa lút của? Đúng không? Không, liên quan gì đâu. Bây giờ nhá, bạn đây, bạn chạy trước tôi. Xong rồi bạn vừa đi vừa nói. Xong ai biết được? Bạn biến mất, xong rồi tôi thấy bạn chạy ngược lại. Không liên quan nha bạn này. Tôi đang đứng ấy, tôi nhòm thấy là màu đen làm nhiệm vụ vịt nha. Xin mic mọi người, xin mic. Bây giờ đây. bạn đổ rôn với tôi đi. Là màu cam. Đổ rôn màu đen kìa, liên quan đến tôi. Màu đen làm nhiệm vụ vịt kìa. Nếu mà đổi thì tôi đổi với màu đen luôn. Bựa thật. Đéo nói. Bạn vừa đút người rồi.
Sao nói đi, dựng để cho cái ông Trung Chu ông nói cái nào? Khả năng công ty là gì đấy, lúc đấy trên phòng thí nghiệm tôi thấy có ông May với cả Hi Le với cả bà Tilly rồi, tuy nhiên bán chết thì khả năng là hai cái ông này. À, để mỗi nói thế thôi hả? Đấy có. Thế bây giờ nhá, cho tôi xin mic cái này. Nãy là tôi chạy xuống là có thấy cái ông TM kia đi với cả Silly lên trên cái chỗ mà thắp đèn trên phòng thí nghiệm ấy. Xong rồi tôi đi xuống là tôi nhìn thấy cuối cùng là ở đấy. Sau đấy thì là bây giờ Silly chết rồi. Thì với ông TM kia, ông đang dí cái ông nóc tơn kia kìa. Đúng rồi. Bây giờ nha bạn đi về. Để cái bạn Silly đi với May đúng không? Xong rồi May đi mất, xong rồi Silly chạy trước tôi. Silly bảo là May đâu rồi. Xong rồi chạy qua đằng kia phát thì tôi thấy Silly biến mất luôn. Xong rồi thấy ông Lóc Tun chạy ngược lại ra chỗ tôi. Xong bây giờ báo xác à đâu ông Trung Chuông thì bạn kia chết rồi. Được rồi, bây giờ này. Bây giờ này. TM dí tôi đúng không? Tôi thì tôi nhìn thấy màu đen làm nhiệm vụ vịt. Bây giờ tôi với màu đen lên zone được không? Màu đen ok không? Ok rồi. Ờ, tôi nhìn thấy bạn làm tắt đèn đấy, bạn là cái gì ấy? Tôi là cô Lan. Ok, giọng người quen ấy nhở? Cái gì? Màu đen là cô cái Lan. Gì? Cô Lan. Thám tử à? Ừ, đây. Tôi là Dịch Mò nhá. Tôi nhìn thấy màu đen là làm tắt điện đấy. Yeah, bữa nhảy. Má tự chết nhiều người quá à? Ai còn dao không? Trời ơi. Để ông kia dình mò số bao nhiêu đấy? Dình mò quên rồi, biết là ra đâm đấy. Mà thám tử sao làm nhiệm vụ vịt? Đâu, ai bảo là nhiệm vụ vịt? Bà thám tử xuống mà đã tắt đèn đâu? Bà thám tử mấy đây? Cũng vậy. Như là vậy. Nóc Tôn ơi, nãy ông nói là ông là kẻ kịch mò hả? Ừ, đúng. Sao tôi thấy trên này đâu có đâu. Kịch mò hỏi chấm. À đúng rồi. Chào người đầu tiên nhá. Ủa? Số 10 á? À, thế thôi bây giờ... Ai có súng thì băm màu đen đi. Không đa đa thì vịt. Khó quá. Trời ơi, tôi số gần đầu đó mà tôi chả có thông tin gì cả. Mà bây giờ cái pha đấy là chỉ có ông một là ông TM với cả hai là ông Nocturne giết Silly thôi. Một là giết hai nốt nha. Đã cái là sang nuốt. Thôi, chui vào trong hầm thôi. Giả vờ dính mò tí. Giả vờ dính mò nào. Vào đây xem có ra không nha. Không có này. Màu vàng màu xanh ở đây. Hai thằng kia nó đứng ở chỗ kia hơi căng. Này đặt tên tắt đèn của Tô Tô á. Tô Tô, hình như ván này có cao thủ hay sao ấy. Cao thủ rồi, thằng màu lâu kìa, thằng Hun Mie này với cả thằng đứng thứ hai kìa. Vừa đi qua mây phát, thằng mây nó biến mất luôn. Nghi mắng vậy, nghi thì dí đi. Đứng thứ hai rồi, tôi đâu có bảo đâu. Được. Tôi số 7 của bố thủ, bạn gì đấy?
À, tôi số 16 nha. Có 15 người số 16 à? Vô đi. Hả? À, không có một người. Thấy 16 người, phòng này 16 người đúng rồi. Hồi nãy có một đứa nó ao. Thế là có một người. Chọn cũng 16. Thì bạn lên zone đi chứ, bạn nói số 16. Số 16. Số 16 có gì bạn? 16. Kệ đi em bạn. Người tiếng chưa bạn ơi. Chưa chưa. Ba vịt nữa, đang chơi game với nhau. Ơi cái chặt là có. Bọn này sao mic cho bé thế nhỉ? Trận này có cao thủ được đấy. Một trong hai người đứng thứ hai hoặc là cái ông bên cạnh kia kìa. Ai ai đó đúng không mày đấy? Thôi, ông màu lâu, ông màu hình chó cái đổ rô với tôi đi. Tôi ngông ba gang. Thế Humi là cái gì? Bồ câu, chim bồ câu. Mà đứng ở ngoài làm gì? Ngoài chỗ nào, Huyên đứng ra để chơi thủ dưới xương rồi. Không, không có chơi thủ. Đứng ở trong chỗ bạn. Bạn đứng ở trong cổng... Mẹ cổng chưa nói xong đó, thì nhảy một người khác ở cốt mẹ đi. Chưa nói xong, cứ không cái đéo gì. Thôi thôi, từ từ. Từ 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 nói xong rồi. Không không, chưa nói xong đó, không không. Mẹ chơi game cọc vãi. Thôi skip đi, thêm ván nữa coi còn ai. Phải vô sáng bằng chung vô chưa rồi, thêm ván nữa, còn hai con vịt một. Bây giờ người ta đứng hút mẹ em chơi game mẹ rỗi à? À, tự hút tao luôn. Còn đang chữa cho ai được chữa. Chơi game mà rỗi vậy? Quên hả? Sao lại có 2 vote ở người mình nhỉ? Thằng đứng thứ 2. Rồi đi nuốt rồi, đi nuốt rồi, đi nuốt rồi. Bảo thủ với ba gang ok này. Nó nói. À, báo đời à? Sao nãy giờ chưa thấy tắt điện nào nhỉ? Tính con kia nóng như kiếm anh ơi. Ờ. Màu vàng nhá. Người yêu con kia kìa. Chém thằng stupid rồi. Alo. Alo nghe không vậy? Nghe. Tôi giết nó đây. À. Ê. Thế thôi, còn chắc còn hai vịt bốn ông rồi các bạn chơi với nhau đi. Ờ, đúng rồi á. Thôi skip vậy. TM bồn ông à. TM đã phòng học solo TM. Là bồn ông cái gì? Cái gì cháu win? Ra phòng học solo à? Đứng ngay phòng hiến tới để khỏi win. Nó biết rồi, nó chém rồi. Đấy, đi mà solo bồn ông đi. Bồn ông. Chúng mình nút. Ây da. Ây này. Ôi nút à. Con đau kèm hả anh? Ơ, nghe xoẹt một cái rồi mà sao nó lại chém mà. Trước nhỉ? Cái gì nữa? Nghe ngoạm một cái rồi mà. Bồn ông sao mà anh kẹt vào. Bồn ông sao không ăn vịt. Mày cũng nhanh tay đấy. Tại vì kiểu bồn ông anh chạy xa ra dễ ăn hơn chứ. Nó hồi chậm ấy, nó hồi chậm hơn mà. Còn gián điệp hồi nhanh lắm. Cày thế nhờ, suýt thắng mà. Mà nút của anh, nút tu hồi, nút anh nút tu xa hơn. Ừ. Cái này là chém, tính chém nút tu, chém không được, nên nút tu nút ạ. DK Charity, vì một cộng đồng gắn kết.
Ôi số kìa. Coi ra coi review phim. Cái gì mà giờ này review phim rồi? Á à, chứ giờ sao giờ số mà vậy thôi. À, giờ coi gì vậy? Review diễn tranh nè. Kiếm chuyện có chuyện nào hay không giới thiệu ơi. Alo, có chuyện nào hay không giới thiệu ơi. Này có Nguyễn Tình, có Nguyễn Tình. Số 17 nhậu. À. Ây da, tận số 13 cơ à? Đúng rồi, pha đấy mình đứng xa ra một tí thì khả năng là ăn rồi đấy. Còn đấy mình, các bạn hôm nay là chơi bị phân tâm mấy việc, thành ra là mình chơi nó không được được mượt lắm. Pha đấy là phải chạy chạy ấy, để cho nó đuổi xong rồi lựa cái góc khuất mà quay lại mà nuốt nó mới đúng. Và đây là phải chạy luôn. Mình đang bài bận dở tay tí việc, thành ra là chơi nó không được, chưa được tập trung. Rồi, chim ưng truyền giáo với cả con hàng loạt Watcher đô la tấm lặng nữa hả? Đứng thứ hai chui vào trong kia kìa. Mày là bị chết. Tính thứ hai chui trong đây. Lựa lựa chỗ này nguy hiểm quá nhỉ? Ê, hai thằng này. Anh có súng không anh ơi? Không có. Đi ngoài. Ồ, đây, kêu đá. Té. Ui, đông quá. Cái thằng gì thứ hai ấy nhỉ? À. À, Romeo đứng 2K7 đứng chỗ xác đó. Tôi đến thì thấy vậy đó. Phải, nghe tôi nói nè, hồi nãy á là tôi chạy đi qua bên kia, cái tôi thấy cái bà kia mới đứng trong phòng thí nghiệm, xong rồi tôi chạy qua đấy tôi thấy cái xác. Hồi nãy tôi kêu ông là khoan từ từ nhưng mà tôi quên bật mic. À, đứng trong Romeo tầm lặng này. Thì tôi đi qua tôi thấy cái xác. Tôi đi qua tôi thấy cái xác của hàng tôi thấy cái xác của ông chú tôi nằm đó rồi. Nhưng mà tôi không biết ai giết. Tôi thấy gì thôi. Cái xác này chết lâu rồi. Ờ đúng rồi. Trên phòng thí nghiệm mà. Hình như là tôi thấy homie đứng AFK ngay phòng phòng điện đó đúng không? Không ai ta đâu, làm nhiệm vụ đấy. Nhưng mà không thể ý đâu. Ôi giời ơi, chị Huyền ơi đi ngủ đi. Này là díu vẫn vào chơi game này. Không phải. Tâm lặng cọc này. Đang cọc. Con hàng loạt của tôi ở đây. Đây là con gì hả ta? Truyền giáo đúng không? Bên kia là có chim ưng. Bị cắp lặng. Chưa biết được đi với ai. Màu hồng ở đây này. Thằng màu xanh. Mình vừa thấy nó cóc cái ở đấy. Ok, cho nhóm với. Đấy, ra mà nhóm. Dương thức. 14. Tao đi với anh tao.
À đây. À, tôi vô bệnh tế thấy xác. À, thấy mày với ai đi ra. Tôi đang đi tìm pháp y. Tôi đang đi tìm pháp y để khám sát rồi. Có nghĩa là cái xác ở trong ông đi vào thì gặp cái ông mày gì ai đi ra đúng không? Đúng rồi. Tìm pháp y á. Tôi tham thật luôn rồi, không biết có pháp y. Không phải tôi chịu đâu. Thế bây giờ để chắc ăn thì tôi kể dinh mô, mà... tôi soi thấy trong đấy có xác. Dinh mô số bao nhiêu? Dinh mô số bao nhiêu? Tôi không nhớ số. Nói một cái số thôi. Số bao nhiêu? Khoan. Số bao nhiêu? Ý là nói là bây giờ ông... Nói một cái số thôi. Số cuối, gần cuối. Trang 1 hay trang 2? Gần cuối á. Gần cuối. Gần cuối thôi thì... Chứ chưa phải cuối đúng không? Thế vote đi nha, bởi vì Hy số 15 rồi, Hy vẫn thấy dinh mò. À. Vote đi. Ai vậy? Rồi, chọn E-Bird đi đã. Ờ, phòng này có vẻ không vui lắm. Ai vậy? Mày gì ai? À, ok. Tôi nghe chữ mày, tôi tưởng ông kêu cái gì. Béo gì? Đang... Có khi nào đây? Game này có cầm lặng nha mọi người. Nó chắc đúng vì rồi, 3 skip. Ái chà. Tu. Đây phải bộ không? Watcher này. Em ơi. À. Sao mày dạo này mic mày bé thế nhỉ? À, em xài cái phần dây á. Sự em xài không. Đẩy lên 100 rồi đấy. À. Đây à? Em có đi bấm bừa không ta? Bấm bừa hả? Bấm ai? Tiếng cười nha. Hả? Em đi bấm bừa, tạo tiếng cười nha. Tạo tiếng cười à? Ờ, chắc nó chặn thành phòng khác nha. Nó trận đi vòng khác rồi, phòng này không vui lắm. Chơi chậm quá. Úi giời. Đi tự tin thế nhỉ. Em đi kiếm việc anh ơi. Em báo thù đi kiếm việc. Báo thù mày đi trong đêm mày bịp tao à? Trời ơi, cái ông... Ông Doang Cai Cai là cái gì đấy? Sao tự nhảy vào chém người ta đấy? Trời ơi, tôi đến thắp đèn ở ngoài phòng, bên ngoài hình xương, như có tiếng chịu đầy nát ạ. Chạy vào cái xác, thay vào quá. Tôi chẳng thương không đi trong đêm luôn, rồi chạy vào chết. Không, có ở ngoài cái hình xương có đèn ấy. Mọi người đứng đó hết mà, không chạy vô, ông chém, ông chưa biết gì hết, sao ông kẹo chém. Ông ơi, ông bỏ không, cái trò đứng cạnh tường, ông chém này nó nhảy vào đi, trời ơi. Ông ơi, cái vấn đề là tôi chạy xuống cái góc đèn thì chỉ thấy cái xác như bà ấy đứng với nhau thôi. Cái ông là cái gì? Thằng ai, tao đỡ đồn mày. Ok. Ông mày số 7 bảo thủ số 7 bảo thủ mà. Tao số 8 cảnh sát trưởng. Thì tao nghĩ là đi trưởng á. Ê, chạy đúng rồi sao ấy? Cảnh sát trưởng vote đi, cảnh sát trưởng chém ngỗng mà không chết à? Ê, mẹ, tôi mới là cảnh sát trưởng nhá. Vote cho Giang Cai đi. Đúng rồi. Okay. Chém vào ảo thật đấy. Bao nhiêu người đứng ở đấy mà. Ủa, chắc gì mà kia ra ngỗng đâu. Mà sao? Người ta vừa dí con vịt lúc nãy xong ấy ông ơi. Không, tại vì tôi thấy cái xác đứng chết rồi. Dạ, cảnh sát trưởng sao đứng bay vô. Cảnh sát trưởng chiếm số 15 đó chết à. Hả? Ảo thật đấy, người ta số 15 người ta vừa bắt vịt round trước xong. Ồ, thế à, xin lỗi nha. Trời. Đúng rồi, bộ cảnh sát trưởng, nhận hộ nó tí. Giang Cai à? Bây giờ Giang Cai đi với ai mình cũng chưa biết luôn. Chưa biết nó ghi ai nhỉ? Thầy cũng đéo biết ghi ai nữa. Cai cảnh sát trưởng à. Đúng. Hey,
em hay luôn xì này, cái thằng hồi nãy, cái thằng màu xanh xanh nó chạy trong bóng đêm nha anh, thằng xanh nước biển ấy, thằng Bill nó chạy trong bóng đêm ấy, chết làm rồi. Cái nước biển, cái ông màu nước biển gì á, thì bảo nó là báo thù á. Ờ, nó bảo nó báo thù số 7. Báo thù mà chạy trong đêm mát gì. Ờ, chắc nó báo thù thật ấy, nó dí thằng Giang Kai chết luôn mà. Thằng Sally ở trên tin được này. À, còn thằng gì nhỉ? Được cạnh thằng Sally. Mây à? Mây tin được này. Mây. Thế thì còn thằng TM nữa này. Với ai nữa, chưa nhớ tên nữa. Đây, để em. Chơi đi. Mày, chơi này. Đấy, đây, đấy, đấy, đấy. Chạy trong đêm kìa. Chạy trong đêm kìa. Đây là gì đấy? Nghĩa là gì đấy? Chơi luôn thì tôi bỏ mẹ rồi. Canada mẹ rồi em ạ. Giờ sao? Mất sách rồi anh. Em kêu anh bún. Mà bú mẹ Canada rồi. Xuống dưới hoàn tiền dưới đây. Tôi kỹ sư nhá, ông này nhận tôi Canada. Bó tiền, bó tiền. Biết rồi, biết mà. Ê, tí ấy, mày kêu mày kỹ sư á. Tôi e kỹ sư. Kỹ sư số 5 đây, không nha, kỹ sư số 5. Bó đi, bú Canada kìa, ai cũng biết bú hết mình. Từ từ, mày yên tâm đi, cái xác đó bọn tao check rồi, không phải Canada rồi. Mày giờ dí tôi không? Giờ dí Lucy không? Ra Lucy kỹ sư thì tính gì? Cá cược luôn. Cá cược luôn, giờ chơi cá cược luôn. Chứ xe mình là gì? Xe mình là tao số 6 bồ câu. Nó chim bồ câu, phải không? Có đi bú Canada rồi. Bill này thiệt chứ. Ở đâu? Đâu? Sao kêu thằng Canada sống Canada được. Thầy, cái nhóm mình thầy đồng thầy đó thầy nó chết xác trước đi. Đúng rồi. Đường thứ hai thì thầy chạy trong đêm. Không. Thôi kệ cho chúng nó. Đứng gì, hai gì, vậy chạy trong đêm nó là Canada mà. Hồi nãy nó đứng tôi chưa hùng nó nhận với tôi. Gà cá luôn, gà nó là Canada 100% đấy. Tôi không nói sai đâu. Ông hỏi tí cá cược đấy nhở. Lucy. Ông trong nhiệm nghiện cờ bạc lắm ấy nhở. Hỏi tí là cá cược ấy. Đúng rồi, chứ giờ nó cứ dí tôi, hằng nãy nhẫn tôi Canada giờ sao? Ý là bây giờ chỉ còn mỗi là Lucy. Ờ, còn mỗi này, Lucy. Người nổi tiếng vừa chết cái gao cho hai cách đây một gao. Đúng không Simon? Đúng không Simon? Tao một câu mới hỏi tao đúng không? Kìa bồ câu. Ồ, Canada mà. Rồi, vậy à. Rồi, bây giờ nè. Ê mọi người xin biết cái bể là bây giờ nè, bây giờ boss knock tôi cái này tại vì knock tôi đúng rồi. Bú Canada. Ê tôi đùa. Tôi đùa đấy, không phải bú Canada đâu, tôi cảnh sát trưởng mẹ. Cảnh sát. Ủa? Boss đi cảnh sát trưởng anh. Về nãy với cảnh sát trưởng thiệt hả? Cảnh sát trưởng anh bộ ở dưới kìa. Cảnh nồi. Boss đi. Ý là kiểu như hồi nãy thằng kia nó cắt cảnh sát trưởng. Đúng rồi, cho anh cảnh sát trưởng này. Không đúng. Oh. Phải cho cảnh sát trưởng thật đấy. Đúng rồi. Thằng Lucy không phải kỹ sư đâu, nó là vịt đấy. Một câu win nữa. Đa rồi. Wow. Thấy đã bảo rồi. Bữa đã đẹp rồi. Thế là sao? Mày không nói gì cả, mày chắc xác trước mà, chắc xác có trước, có xác trước không? Kiểu bút Canada, biết không? Bà lớn Canada không? Nó ảo quá ta. Ủa sao bố được Canada? Thằng Canada nó chạy đêm cảnh sát trưởng bom mẹ luôn rồi mình vốt xác còn Canada. Đi cái charity vì một cộng đồng gắn kết. Ai trời, giờ là nó đang khai dần dần. Chúng nó lấy slot cho team nó rồi. Tao chỉ đi lấy tao, chúng mày nói. Những lời nói của bạn sẽ nói không đúng người ta không với chị rồi. Ai nên lời nói tụi tôi dứt khoát, còn bạn thì đắp không? Có tập nhất còn mấy à mẹ. Hôm qua toàn combo mười mấy. Chỉ có mấy người ta mà cái mẹ không dắt rồi. Chỉ có mấy thằng sầu quần nó mới ấp phá cũng rồi. Chưa được chuẩn bị nào nhỉ? Tôi nói chuyện. Đúng rồi, được một trận số 1 thì ra chim ưng. Dạ, chưa có đây. Chưa được chuẩn bị nào ạ? Ok bạn ơi. Đây, nữa đây, tội bạn. Đây này,
Tao mà vào game mà tao tao mà bị chết là thằng nào đấy, nêu mắt nhá. Đi, đúng, tao nhận luôn. Thằng nó có mà chết tao chém đứt đầu. Nhà nó ngập sát bên Mỹ của tôi. Tao ra tao chém đứt đầu luôn cậu đấy. Cứ vô ra rồi tao chém. Mẹ ao trò. Mẹ ghét bà. Út mẹ à. Mẹ. Kệ. Kẻ đeo bám, cây này. Tàng hình truyền giáo. Chết mẹ em đi, bụng có dao đi rồi. À, để tao chạy theo lên, đời rồi. Lên là mày mệt rồi đấy. Ôi, tao đa đa cũng được. Cái kia, tao chọn cái giết trường thôi. Đa đa cũng được. Nghe hết dao rồi. Mà mình, có, thế mà mình sẽ chín tính nhân là dân phòng ấy. Ê, có tính nhân thật đấy. Vậy đó tao chém thằng Nam cho. Ờ, bơm thằng Nam đi. 415 thầy đồng. Màu xanh dương đi màu xanh lá ở dưới này. Úi giời. Thanh niên màu vàng này. Không biết chạy đâu ra. À mà có tăng hình thì sao nhỉ? Tăng hình truyền giáo này. Ai à. Thằng sói cô độc này dí nha. Có hiện tượng nha. Cô đắc. À ừ lại quên không đổi màn này. Ê. Có một người vừa bạn màu hồng chạy xuống bảo là ê bọn mày có muốn nghe drama không? Nhưng bạn chạy xuống nghe à? Bạn ấy bay đầu xong một lúc sau bạn nam kia xuống bạn đớp vân xác bạn hồng mồm. Má, thằng sâu nó là kẻ ăn xác. Mày hai à? Tao là thầy đồng số 15. Mày nó là kền kền thôi bạn luôn. À, thôi bạn à, tôi chắc chắn rồi. Bạn là kền kền ăn cất. Ơ, thằng Shinji này nhé, qua gặp rồi. Mình tắt mic thôi này. Bút mẹ rồi. Đúng rồi, mẹ tao bảo thằng sâu, tao bảo thằng sâu có đài, có đài, có đài. Tao đi rung chuông với mày xong vẫn mày quay ra dí mình được. Sâu á. Sâu rồi. Tao hiểu rồi Nam ơi. Mày quan tâm lắm qua cái xác mày không kiềm chế được phải không? Kim có 15 thời đồng con dính mò với tình nhân đây này, thằng đầu. Thôi bỏ rồi. Sâu đớp xác thì đéo nghe. Có nghe đâu. Bạn nói đi đéo gì đâu. U a. Mày dí tao làm béo gì? Một cháu đã đi. Thằng sâu hả? Cái thằng... Một thằng nữa. Tí vào mình sẽ nhớ tên nha. Nó dí. Nó hơi dí mình nhỉ? Nó chạy thẳng đấy xong nó chui vào hầm. Đấy là có biến này. Ủa, đóng cửa luôn hả? Thôi, tốt nhất là không để cho chúng nó biết mình ở đâu nhá. Có con tàng hình nhưng còn hỏi chấm khá là lợi. Dung hộ nhá, chả biết gì đâu. Sau cút rồi này. Vừa nãy là thằng... Đây thằng sói dí mình này. Thằng màu vàng này chạy lăng quăng hai lần gặp mình nó không chém thì khả năng nó Canada này. Bên nát chết lúc skip rồi. Đầu nó đầu rồi mà. Ơ nhưng mà cái xác đấy nãy có bạn ấy đứng ngoài thì bạn có thấy ai đi vào trong đấy không? À mà bạn chết luôn rồi nhỉ. Tôi thấy có mỗi thằng Nam chạy vô đó thôi nhưng mà tôi ngàn Nam nó lay gate đấy nên tôi tin thằng Nam nhưng mà tôi dí nó cái là tính gì tính. Tôi số 10 văn phòng. Đúng rồi đấy. Ủa, tưởng vút con kinh. Chết rồi. Tôi tin ở chỗ hao xương nha. Tôi á thì tôi tin thằng Nam mày đó, nhưng mà tôi dí nó cái tính về tính. À, mày, con mày tin cửa. Mày dí nó tới chết luôn ấy. Ê, à, thằng Nam như là kẻ ăn xác á. Kiểu nó chém xong rồi là ấn nhầm và ăn xác. Tại có đóng cửa thì hơi bịp nhỉ. Có sao bó tay đóng cửa bịp thật đấy.
Hùng Thái này. Đấy, à thế vịt chết rồi. Hai cái saboteur kiểu này chắc chắn là vịt chết rồi. Không có tinh linh ở đây, ok này. Đứng yên đấy nhá. Thằng 577 kia nó là thầy đồng. Nó nhận rồi đấy, nó bảo là còn rình mò với cả à còn đeo bám với tình nhân. Còn đeo bám với tình nhân, còn cái thằng mà bị vốt ấy, thằng sầu ấy, nó bảo là ăn xác. Thì khả năng nó là kẻ ăn xác ấy. Vì như này khả năng cao là bốn ông rồi. Nó là kẻ ăn xác. Nó bảo nó nhảy vào nó ăn cái xác mà. Chắc là định double kill xong rồi ấn nhầm ăn xác ấy. Rồi chốt hạ như vậy là còn hai vịt. Một xe ở phòi không? Thì mình chết. Phòi mai đi dây. Im lặng vậy. À. 12 đây luôn. Ờ, Dũng 12 vừa đứng cùng bạn kia luôn ấy. Bạn nào? Bạn Newman Mark thì kìa, bạn ấy xuống dưới xong rồi là... bạn đi cùng với bạn ấy lên trên. Xong bạn tôi đi cùng Giang Cai mà. Bạn ấy kia bay đầu. Từ từ Hàn Dục đi lên phía phía ở trên cái chỗ đó vào với Giang Cai mà. Hả? Đi từ đâu xuống? À, Dương Cai này là cái lúc mà tách đá là Dục đi với ông Cai lên cái chỗ đó vào xong thì đi ngược lại xuống ngay cái xác ngay chỗ cái thùng á. Thùng nào? Chỗ thùng ngay kho đấy. Nãy giờ chưa thấy ai bú lắm. Lấy đầu đây xác. Đây, xin mấy này. Tóm lại là cái lúc mất điện hà là Dũng thứ mấy đang ở đâu? Tôi đang ở cùng Dương Cai. Là ở đâu? Không, cái lúc mất điện, cái lúc mất điện kìa, cái lúc mất điện là đông lắm, trong người lắm, ở cái là chỗ lớp bà học ở đấy. À, có Dương Cai, Dũng thứ hai, sói cô đâu. Kia, ta bảo nhá, là cái lúc mà điện nó gần thắp sáng lên thì thằng Dũng thứ 12 nó mới đi xuống lối bà hầm, còn lúc đó không có. À, lúc tắt điện ha, lúc có điện. Lúc tắt điện thì tôi đứng ở trên kho. Trên kho á, đúng là... Tôi đứng một mình ở trên kho, có ông nào kỹ sư hay kim bồ câu chui thùng đấy. Đứng đông để chém vào bạn. Lúc mất điện còn mỗi bạn Newmark đứng ở chỗ kho với tôi thôi. Cái kho mà ở gần chui thùng cơ mà, khổ quá. Ừ. Đấy, Newmark nó cái ở cái xác mà. Là lúc có điện, cái xác là lúc có điện vừa chạy xuống trong khai chạy trước thì thấy cái xác ngay chỗ khác. À, sói VVTH. Hôm nay là thứ 12 lên zone đi. Liên quan gì với tôi lên zone, không thì bạn đổi zone với tôi. Chả nên con gì tôi mà bà tôi bắt tôi lên zone. Này, ta đổi zone với mày. Hả? Thì ta đổi zone với mày. Bạn đổi bạn lên chứ đi. 11 người báo thù. Tôi 12 kẻ sát trưởng. Con chim non, tao số 12 kẻ sát trưởng. Thì là 2 kẻ sát trưởng à? Nó không liên quan đến cái xác của thằng New Mark nhưng mà nó liên quan đến cái xác của Thanh Tâm ở ở hội trường. Tôi chả liên quan đến cái xác nào cả. Ôi sao? Cám xác. Sói. Ủa gì cái xác new mắc lại chém. Sói rồi. Cái xác new mắc lại chém. Ôi nhiều. Bà cô tao đi rồi, mông giáo à. Ôi trời ơi, bé yêu. Vẫn đi à? Như vậy là vừa thế còn hai vịt. La đi luôn đi. Hai vịt. À quên. Vừa đấy trước khoát vốt này là hai vịt với một bồn ông. Bây giờ là còn một vịt một bồn ông nha. Sói chắc ám sát rồi đấy. Ám sát à? Hay thật đấy, thế mà vừa nãy nó bảo là có con kia ăn xác. Xin gì? Bây giờ đi trốn thôi nhở?
Bây giờ đi trốn thôi. Vậy KD Duck có thể Kana. Cái thanh niên màu cam ở góc trên cùng bên trái đấy, khả năng là Canada đấy. Thì nó sòng sọc sọc vào mình hai lần mà nó không chém thì nó chỉ có thể Canada thôi. Còn thằng sói này, thằng Shinji là mình chưa để ý này. Yankai thì vừa confirm ngược. Thì Yankai ok này. Rồi bú rồi, bú rồi. Không chạy đâu được. Đôi xác ở kho này double kill này. Hả? Tình nhân. Không phải không phải Kana à? Ai xác ở kho luôn đi. Mọi người ai confirm cho anh ạ. Hay là bố nông bú mẹ rồi. Ôi bố nông bú, bố nông bú. Xong rồi, còn áp sát nữa. Thì con áp sát chưa chết. Con áp sát chưa chết. Sói. Nó mất hai viên rồi. Không lên đòn chết. Từ, nó gì nó hết đạn rồi. Đòn chết tiếp. Từ trái phải ăn được phải áo trái nào. Mẹ mày một mình tao thì bọn mày đi trước đi. Ok ok. Tôi với Lan Vy là tình nhân ngỗng. Nãy giờ hai đứa tôi đi trốn với anh ngủ á. Ui. Từ có khi là tình nhân là vì tao. Tình nhân Vin đấy. À đéo phải ám sát mà. Đéo phải ám sát à. Hết cả tôi đi tưởng luôn này. Giang Cai vừa đi với Dũng à? Không anh. Mày vừa confirm với ông Dũng còn gì? Cái nào đấy là tôi với bà là tình nhân rồi. Cái lúc mà tách ra có năm ngựa kho, em vừa chạy lên cái chỗ bàn y tế nó chạy sau em thì em chạy ngược xuống. Thấy cái xác này đó em sợ nó chém mà. Từ khoát từ tôi bảo ơi. Tả bốt cũng đéo được cơ tại vì bốt mong tình nhân à. Từ bốt vớt hai nhân xong hai nhân còn một vị à. Ba người thì một chém tình nhân phát nạn win hiểu không? Alo. Thằng nào là dịch mày lên. Tao tính được win được nè, tao tính được win được. Thằng nào dịch lên cho tôi đi, tao tính được win được nè. Bây giờ còn 5 người, còn 5 người một. Còn một cặp tình nhân là còn cặp tình nhân nữa là win. Được, boss được. 3 người boss là được. Thôi bây giờ này, Shinji với cả Landy là tình nhân đúng không? Trận này tình nhân muốn thắng thì phải vớt bớt một ngỗng, xong rồi có thằng sói cô độc kia nó là vịt đấy. Nó làm sát đấy. Đấy thì chơi như thế thì các bạn sẽ thắng. Từ từ. Bây giờ tao nói hẳn luôn. Tôi là ngỗng. Lại giờ. Bây giờ tao biết trong đây còn một con vịt. Ừ. Với lại Lan Bi cũng là vịt luôn. Tao là tình nhân vịt. Vịt cái đéo gì ám sát có rồi lấy đâu tình nhân vịt. Ngáo à. Ám sát có rồi. Lan Bi là tình nhân vịt. Đéo hả tình nhân ngỗng. Từ tao bảo mày bỏ qua đi cho con chim ưng kia nó thắng đi. Lấy đéo đâu chim ưng. Mày là chim ưng ý. Làm đéo gì còn chim ưng nữa. Còn dịch thôi mà. Ừ, tao nghĩ là chim ưng nè. Từ đây ta cho thằng cho vịt thắng hãy vote tao đi. Vote nó thôi đi. Cho vịt thắng luôn. Có kinh tế mà. Vừa thắng được. Cái dịch mà ngu quá nhờ. Còn đã hai con dịch với một con nhân, một cặp nhân mà. Chắc là không biết được. Ôi trời ơi. Đấy, cho vịt thắng. Nhưng mà là ván sau thắng. Đấy, bảo rồi, bỏ thậm chí. Khứa này hài, khứa này mày, hài. Sực mày, sực chiếc kia là được rồi. Mày ám sát mà. Số cơ độc ơi. Số cơ độc ơi, độc độc kiếp ơi. Bốt mà. Bốt mà. Thằng sực kiếp, hỏi thằng sực kiếp ơi. Tao bảo rồi, thằng nào là ám sát thì nhận đi. DK Charity, vì một cộng đồng gắn kết. Mẹ, spam hơi nhiều nhá. Cắt cổ với thằng. Cắt cổ với thằng xong, tí vô là phần cắt cổ này sẽ. Hay quá. À, cho mình con kinh thư với. Qua phòng cho này mẹ số nó giảm được một tí rồi. À, anh chưa tao bây giờ tao có nói gì đâu, bây giờ tao mới nói này. Mic tao còn ổn không? Ui ám sát kìa. Cho gián điệp đi. Cho năng lực ui, ra. Ui ra ghét thế. Không, nhưng mà dễ bắt, con này cũng dễ bắt. Dễ bắt nhưng mà đi vào đầu lúc đầu khó chịu ấy. Thôi, thằng cứ phải vừa siêu lực gia ơi, xu hiếm siêu lực gia. Ê... Đạo lý nhá, đạo lý nhá. Nó đại đạo lý á, nó đạo lý á. Số 11.
Vô đạo lý, tim. Xịt. Tin được mà, không im. Tin được, tin tiếp được. Tiếp tục ám sát siêu okay, ra. Súng còn nha. Đấy, có súng này. Mày tin nó, tin nó có mày được vô. Thôi, tôi đi ra súng. Cái. Tin tưởng Giang Cai trận rồi. Thôi, anh đi đẻ, anh không muốn đi trước mai hết. Đi, anh đi với em. Không, anh đi đẻ thôi. Anh không tin mấy nghe mày nữa. Nó cắt cổ anh hoài. Mẹ, Giang Cai đấy. Thôi. Anh muốn chết. Bữa mẹ nó gì đó. Giang Cai có vấn đề nhá. Nên dùng chuồng vốt luôn. Vào băm luôn. Em đi đẻ xuống rồi. Vào băm luôn. Đừng chung ai nào nào đâu. Mẹ đéo biết tin ai giờ. Tin cái nhà đêm chị hỏi. Tôi bạn ơi. Đang tin không? Ê, em đi với cả Blay Blo nhá, nhìn hơi thương tí. Anh đang tính băm Blay Blo mà. Ôi. Gì thế? Cho băm nhẹ một cái được không bạn? Anh đi ca xuống đây bảo. Không. Bên họ bên kia đâu vậy? Con Dada xong đấu đâu nhỉ? Hai xác. Nếu không phải là Sầu thì là Dũng và Blue. Sầu tôi thấy Sầu. Em vừa đi với anh ở trong em vào ra hang xương, em tưởng anh siêu được ra em vào em tìm. Không. Em này bị bắn là do chị Hân với lại. Chưa tin lắm. Từ từ đã, để Sầu Sầu nói đi Sầu ấy. Em thấy Sầu ở hội trường mà. Ê, bình tĩnh mọi người ơi, có Dada hình như Sầu nó đi là Dada đấy. Nhưng mà em thấy Sầu ở trường mà. Chí Phèo nói gì với Chí Phèo? Chí Phèo tắt cái mic đi Chí Phèo ơi. Chí Phèo tên tắt mic mic ổn quá. Mic lag ấy. Nói câu được câu không à? Thế mà nó làm mình tưởng cái loa của mình nó bị vấn đề kìa. Không Sầu. Nếu mà cái thằng đấy có Sầu với em với cả bạn Blair Blue đi vào trong hang xương. Bạn nào cảnh sát trưởng ở dân phòng thì ra chém bạn ấy đi. Không. Chưa chắc đâu nha. Ôi trời ơi. Ê. Ôi trời ơi. Thằng kia này vừa nãy đi với chị Hân. Biu à, em là cái gì? Chị Hân ơi. Chị Hân ơi. Em là cái gì? Em biết chị nói rồi nè, tại sao chị bị bắn rồi? Chị ơi, em không ngu tới mức mình đi bắn nó để nghi em đâu. Em à. Xong. Vậy là anh bộ lá trong thùng nghe rồi chị ơi. Không, không thể nghe được, bỏ xa lắm. Đâu. Blem Blu về cả cái Dũng học, băm thôi, phải băm thôi. Cứ băm thôi. Không phải em, không phải em. Mày là cái gì? Má. Mình xin cái ca đã. Nó khai gì không với em, sao nó bị bắt em không biết rồi. Nào Bill, Chiron chỉ không có phải. Em xin thôi. Em làm sát em cứt chưa? Hỏng rồi. Bờ le bờ lô này cũng trước đi. À, tôi nghi là bờ le bờ lô với Dũng là double kill ở chỗ phòng học nên là băm cho chắc. Cái gì vậy anh ơi? Tại vì hai đứa mày chạy lên là có hai cái xác ở đấy. Thế giờ em khai zone của em ra. Thôi anh nghi thì anh băm thôi. Ơi. Giải quyết vụ sim cái đã. Thay đó chỉ có em với lại thằng Bill nghe thôi. Mà giờ sim bị bắn rồi. Bill à, Bill hỏi thêm. Em không, chị nghĩ đâu ấy, em không ngu tới mức mà đi bắn sim cho nghi em đâu. Em số mấy? Hả? Em chỉ làm chứng minh cho chị xem chứ em không. Khả năng là hai đứa này double kill của phòng học chứ. Thằng sim, thằng siêu sầu nó vừa chạy lên rồi. Cho ông cứt. Mày khỏi. Mày khỏi. Mày đổi rồi đi chị, được. Rồi em không đổi được. Chị ra em chứng minh cho. Có một viên đạn à mày, mày cứ cổ tao à. Ê, không, em không phải ấm xăng nha. Thiệu ấy.
Dũng hôm qua mới thấy mình sao Dũng. Chờ tiếp đi, anh hết súng rồi nhá. Đúng rồi, hôm qua mới thấy sao thì lại thôi. Chỉ thằng Bill nó thề sao kìa. Em không hiểu là sao tự nhiên anh DK lại bumble level blue này. Tại vì hai đứa mày chạy lên nhà có hai cái xác ở ngay phòng học mà. Nhưng mà đã bảo là sầu bọn em đi vào trong hang xưa. Ok. Liên quan. Chị làm trước mình cho chị xem nhá. Thì cứ cổ tao à. Không. Em chết thằng Bill nha. Rồi. Trời ơi. Là sao nhỉ, em chưa hiểu nó lắm đâu. Ây, không được vì thôi lấy băm cái cho nó sướng tay cái anh em. Ơi, cái xét là tình nhân anh ơi, xét là tình nhân, hai đứa bay đầu cùng lúc luôn. Hai đứa bay đầu á? Em cần nói chuyện riêng anh ơi. Hả? Hai đứa bay đầu cùng lúc mà em trong thùng thấy hết mà. Anh có phải là Dada xong đấu không? Không. Chỉ kiếm tình nhân gai đi. Ủa sao tự nhiên anh lại băm nó? Thế chả băm nó, thì hai đứa mày chạy lên có xác anh chả băm. Anh bộ vừa nãy nghe thấy được cuộc nói chuyện kìa. Ý là hai đứa là hai tình nhân đấy, tại bay đầu lên cùng lúc mà. Chắc gì? Tình nhân mà nó lại đi với thằng Dũng. Đấy, này thì tình nhân. Không, tại hai cái xác bay đầu cùng lúc mà, em trong thùng thấy hết mà. Ơ, có đồ đâu? Ôi anh ơi, răng cai là chưa nó được ra sao hết, nó chạy đây này. Nhớ xoay. À, không phải, không phải, không phải. Không có đồ. Ý rất đấy. Anh đây cao. Ôi giời. Hết rồi, hết rồi. Chị đi cái. Hết. Ghim đầu ai? Ghim đầu ai hả nhún em? Em băm nhá. Ủa sao mọi người có vẻ không phấn khởi mấy nhỉ? Mọi người ơi. Bộ ơi, em là gì bộ? Kỹ sư. Má, ở đó chỉ có 3 người thôi. Không, có đứa, có đứa. Chị Hân ơi, có đứa chịu tụng. Ủa sao? Trong cai à? À, nếu mà ám sát chết rồi thì em khai rôn luôn nhá. Em cảnh sát trưởng, mọi người đang đi với nhau. Tự nhiên em thấy chị nhìn như em đi quay lại. Xong bắt đầu em hỏi không trả lời. Em bấm luôn. Rồi, mọi người game Bill lại nha. Bill có vấn đề nha. Ok, trời. Ồ, thế mà Dũng là Dũng là cái xác trưởng à? Em là cái xác trưởng, em đi với cả Blair Blow. Mà thế... không hiểu sao tự nhiên anh quay lại anh chém ấy chứ. Thế thì hai cái xác đấy chắc là liên quan đến Sầu với Thanh Tâm rồi. Thế mà Sầu với Thanh Tâm xác này liên quan đến tôi. Hai không, hai cái xác đồ ở round đầu tiên cơ. Không, em ở với Nhun ở dưới phòng hội trường mà. Ê, cái lúc đó ở chữ ở đây. Ở đây. Với cả Blair Blow với đi Dũng. Dũng, có hai sát đấy liên quan đến tôi đâu. Nhưng mà bây giờ nhá, tôi rủi rồi bạn được không? Tôi cảnh sát trưởng ấy. Không, để tôi. Anh ơi, hả nát cái xác đó với chỗ hay cái thùng không? Chỗ cái đúng thùng. Đúng ạ, chỗ cái thùng ở chỗ phòng hội trường với phòng học ấy. Anh bố ơi, anh là kỹ sư mà sao anh núp cho nó mà không, anh không biết ai chém à? Anh nãy giờ có ai nghe đâu. Anh nói nãy giờ có ai chém? Ai chém? Anh nói là hai cái xác đã bay đầu một lúc. Tự nhiên à? Dũng cảnh sát trưởng như đây mà. Cái tình nhân mà có thể là tình nhân. Tình nhân à? Ồ, vậy thì thằng Dũng nó nhưng mà bây giờ hai người có vấn đề nhất là à ba người là một là Sầu, hai là Thanh Tâm, ba là anh Bộ này. Ờ, chơi tiếp. Dũng ơi, Việt Dũng ơi, em Bill lại nha, Dũng ơi. Ok chị ơi. Bill chắc là Hạt Tùng à? Bill gì Bill? Cũng có thể. Thế chắc là Blair Blow kia là Blair Blow như Dada sao ấy nhỉ? Anh ơi, anh né xa Bill ra anh ơi. Dũng ơi, bây giờ Thanh Tâm là gì Thanh Tâm? Không, đừng hỏi rôn giữa đường em. Bây giờ anh ra đây anh bảo. Ra đây Dũng ơi, ra đây. Đâu rồi? Đúng rồi, bắp thằng Sầu đi là đúng đấy. Anh nhớ viên đạn này đấy, anh Tokai ạ. Nhớ viên đạn này đấy. Giang Kai. Nhớ viên đạn này đấy. Ô, Blair Blow vịt kìa kìa, đúng thật kìa. Ô, Blair Blow vịt kìa. Giang Kai nó chui vô. Nhưng mà Blair đã làm gì đâu, sao chém Blair.
Ờ thế thôi chắc tại bạn đen thôi, tại vì hai đứa vừa chạy lên là có hai cái xác ở phòng học luôn mà. Đây là tôi bầm phát. Nhưng mà bạn giết mình còn bạn để lại cảnh sát trưởng vậy trời. Tại vì tôi hết súng rồi, tôi có một súng thôi trời.